Những cái này cái điều đã nói trước cách đây rất là nhiều clip. Những chuyện bất ngờ tiếp tục sẽ diễn ra cho đến khi nào nhân loại đồng nhất là tình thương đồng nhất. Chỉ có tình thương, chỉ có đoàn kết và chỉ có chánh nghĩa thì lúc đó đó con người của mình sẽ hết chiến tranh, hết đau khổ và cái môi trường sẽ không còn Covid nữa. Tại lúc đó mình đâu còn đi đốt than đá như kiểu Trung Cộng bây giờ, là nó là nước sẽ đốt than đá nhiều nhất để mà sử dụng, thì thành ra cái bầu khí quyển, cái con Covid đó, nó mới tồn tại được trong cái môi trường dơ giấy thì mình mới bị Covid. Nhưng mà sau này mình ngưng lại hết, cái trái đất của mình nó màu xanh hết, và đồng thời Chúa xuất hiện nữa. Chúa dạy cho mình, hồi xưa ta chịu đóng ba gia đình cho chúng con, hôm nay chúng con ta tái lâm, chúng con đừng có đóng đinh ta nữa nghe. Ta không có sợ mấy con đóng đinh, mà ta sợ mấy đứa con á là sẽ sai lầm lần thứ hai á. Nhưng mà con người ngộ lắm, cứ làm sai tới sai lui, sai hoài sai mãi mà vẫn không biết sửa đổi. Thì cho nên khi khởi vọng mà sân si á, sẽ vào cảnh địa ngục. Có địa ngục, cái địa ngục là nằm ở phía sau của cái núi Tu Vi. Cái trái đất mình nó cái chấm gì, cái núi Tu Vi nó bự gì, nó nằm phía sau, nó xanh xa mặt trời. Thì khi cái thần hồn mình chết á, mình nóng lên á, thì cái địa ngục là nó là lửa, thì nó cũng như 500 vậy, nó hút gì đó. Còn khi một người làm thiện á, cái tâm của họ thanh thản, họ không có sân hận, thì cái thiên đàng á hút họ về trển. Cái thân hồn mình nó nhẹ, nó như cái bong bóng nha quý vị, cái hồn mình như bong bóng. Người của mình ở dưới thế gian tiền bạc nhiều quá, suy nghĩ con cái nhiều quá, bạn bè nhiều quá, học sòn nhiều quá, thì cũng như cái bong bóng nó bị cột cọng dây, nó không có bay lên, là cái hồn không có bay lên. Nhưng mình một người mà sống rất là bình đạm, không có những cái ràng buộc về vật chất, không có ràng buộc về con cái gia đình, và không có sân hận, thì cái bong bóng nó rất là thanh thản quý vị. Bom nó thảy cái lỡ bay tuốt lên trời luôn á, thì cái hồn cũng tưởng tượng giống cái bong bóng vậy đó.